Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bức tranh 68 đồ hình đồng ứng diện trần điều khiển điểm pháp Bùi Quốc Châu. Bức tranh này được in trên khổ giấy ảnh, khổ giấy 1m2 nhân với 80cm, có giá đỡ 2 đầu, có khung 2 đầu và chúng ta có thể treo lên tường để chúng ta có thể quan sát ở trong nhà khi chữa cho bệnh nhân. Các đồ hình đồng ứng này chúng ta đều có thể tìm được trong sách diện trần điều khiển liệu pháp và sách ABC hoặc chữa bệnh bằng đồ hình phản chiếu và đồng ứng. Tuy nhiên khi mà mình mở sách ra ấy, thì mỗi trang nó chỉ thể hiện được một vài cái đồ hình thôi. Khi mà mình treo cái bức tranh này trên tường, khi mình chữa cho bệnh nhân ấy, mình sẽ có thể bao quát được toàn bộ các đồ hình đồng ứng và mình sẽ không bỏ sót những cái đồ hình quý giá. Và như vậy nó giúp cho chúng ta tìm kiếm được một cách nhanh nhất và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua cái bức tranh này và cách sử dụng những đồ hình đồng ứng trong diện trần. Ngay cái đầu tiên bức tranh chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ kích thích của diện trần. Khi chúng ta tác động vào một cái đồ hình, một cái bộ phận mà nó tương ứng đến cái bộ phận nó đang bị đau thì nó sẽ đưa một cái kích thích lên não bộ và não bộ đưa cái thông tin đến chỗ đang bị đau và tự điều chỉnh cái chỗ đau đó. Như vậy cái chữa bệnh bằng đồ hình đồng ứng này á, tức là khai thác khả năng tự chữa bệnh của cơ thể, tự phục hồi của cơ thể. Và chúng ta sang các hình đầu tiên. Chúng ta quan sát ở đây có hình bàn tay và bàn chân. Chúng ta thấy vẽ cái hình đầu ở trên các ngón tay ngón chân này, tức là chúng ta sẽ tác động vào các đầu ngón tay đầu ngón chân để chữa cho đầu tất cả các bệnh liên quan đến đầu, ví dụ đau đầu, mất ngủ, stress, căng thẳng, rồi chúng ta chữa đến mắt. Như vậy chúng ta thấy chỗ này á, là đầu ngón chân tương ứng với đầu, tức là nó đồng ứng ở đây chính là đồng thanh. Chúng ta quan sát sang bên này chúng ta thấy là gì ạ, thế là các ngón tay tương đương với cả thân người. Như vậy dùng các ngón tay để chữa cho người, ví dụ ở đây cái đốt giữa của ngón tay mình bấm vào đây để mình chữa cho bụng, ví dụ đau bụng kinh khi đến thời kỳ chẳng hạn. Rồi mình quan sát xuống sang cái hình này mình thấy là gì ạ, mình dùng phía sau của các ngón tay để chữa cho lưng. Sang đây mình chữa đau bả vai, chữa tay không giơ lên được và mình tác động ở đây chữa cho họng, đây là chữa cho bụng. Rồi tiếp theo ở đây thì mình chữa cho mông, cho kheo chân. Ở bên này thì mình chữa cho cái đầu gối, ví dụ những người hay bị sưng khớp gối, tràn dịch khớp gối chẳng hạn thì mình tác động vào đây, rồi ở phần này để chữa cho bộ phận sinh dục. Mình quan sát vào hình chỗ này mình thấy là gì ạ, chỗ này là mình nắm tay vào mình chữa cho cái tai, lỗ tai, ví dụ viêm tai giữa, chữa cho rốn và chữa cho hậu môn, ví dụ chữa cho vùng trĩ chẳng hạn. Rồi liên quan đến các bộ phận sinh dục nữ giới để mình chữa các bệnh liên quan đến phần sinh sản của nữ giới. Mình quan sát xuống hình tiếp theo mình thấy kẽ của các ngón tay đồng ứng với mắt, thì khi mình tác động vào kẽ các ngón tay này để chữa cho mắt, ví dụ mình áp đá vào đây để chữa cho đau mắt đỏ, mình áp đá vào vùng này để chữa cho nhiệt miệng. Tiếp theo mình tác động vào vùng kheo tay, kheo chân cũng là chữa cho miệng và mắt. Và bên cạnh này cũng là hình với mắt. Rồi tiếp theo mình quan sát xong hình này, khi mình chụm các ngón tay vào với nhau như thế này cũng là mắt. Và mình khi chọn hai chụm hai cái bàn tay vào với nhau, các ngón tay vào với nhau thì đồng ứng với răng. Khi đó mình chỉ cần hơ vào cái vùng răng này, vùng ngón tay này để chữa cho răng. Và bên cạnh này là tạo hình của lưỡi. Rồi tiếp theo mình quan sát xuống phía dưới này, khi mình nắm tay vào thì đây đồng ứng với đầu, và khi mình xòe các ngón tay dựng lên trên thì ngón giữa đây chính là đầu, mình tác động vào đúng ngón giữa này để chữa cho đau đầu. Và đồng thời mình nhìn vào cái gót chân này, mình tác động vào gót chân để chữa cho đau đầu và tác động vào đúng mắt cá chân để chữa cho cái tai. Như vậy mình chỉ cần quan sát đến các hình này là mình biết được cái bộ phận mình đang vẽ ở cái hình nào thì mình sẽ tác động vào đúng cái vị trí đó. Mình xem ở đây mắt cá tay và mắt cá chân đều là đồng ứng với mắt. Chúng ta tác động vào mắt cá tay, mắt cá chân để chữa cho mắt. Và mình nhìn vào các ngón tay này và vùng đầu vai, vùng bắp tay để chữa cho các cơ quan nội tạng. Và bên cạnh hình này mình thấy chỗ này khi mình nắm tay và giơ lên trên để ngón cái bên ngoài thì ngón cái tương đương với động mạch chủ, và tiếp theo phần đây là phần tim. Những người có vấn đề về tim thì mình sẽ lăn hơi cào gõ vào vùng tay này để chữa tim, ví dụ tim đập nhanh, tim đập không đều, thiếu máu cơ tim, vân vân. Và khi mình nắm tay vào mình khum, mình đặt xuôi như thế này thì đây đồng với não. Và khi mình xòe các ngón tay ra thì đây nó nhăn nheo tương đương với vỏ não. Cái hình bên cạnh này mình thấy là gì ạ, khi mình xuôi các ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái thì nó mình đặt ngang cái bụng mình thì đây là tuyến tụy. Khi mình lăn hơi cào gõ vào vùng này thì đây là tác động vào tuyến tụy để chữa cho các bệnh liên quan đến tiểu đường. Và mình xem cái hình này cũng là hình rất là quan trọng, khi mình úp tay xuống dưới thì đây tương đương giống như cái lá gan, mình lăn hơi cào gõ vào vùng này tìm những cái điểm nhạy cảm, điểm đau, điểm hút nóng, mình tác động vào đó nhiều hơn để chữa cho các bệnh về gan, ví dụ viêm gan siêu vi hoặc là giải độc gan. Mình nhìn vào hình dưới này, khi mình giơ hai chân, hai lòng bàn chân tương đương với hai quả thận,
thì mình tác động vào đây để chữa cho thận. Ví dụ mình lăn hơ cào gõ, hoặc là mình dùng cây giò mình giò tìm các điểm đau đây, mình ấn vào, hoặc mình dùng ngải ký mình hơ điểm nào hút nóng mình sẽ hơ tại đó nhiều hơn, hoặc là mình dùng bàn lăn chân, hàng ngày mình sẽ lăn chân trên cái bàn lăn chân đó. Mình nhìn vào đây, mình thấy khi mình nắm tay và giơ tay lên, mình thấy đồng ứng với ngực và lưng, tác động vào các sống tay và bụng tay để chữa cho sống lưng và chữa cho bụng theo thuyết đồng thanh. Rồi mình quan sát dưới đây, mông và đằng sau keo chân và đằng sau bắp chân để chữa cho các cơ quan nội tạng và cơ quan ngoại vi. Sang bên này mình khum các ngón tay vào thì tương đương với cả các rẻ xương sườn và các đốt sống. Và khi mình chạm hai tay và nắm tay vào với nhau thì đây là vai, khớp tay và khớp gối. Mình nhìn sang đây thấy có cái ngón tay cái ở đây. Mình tác động vào đúng cái khớp của cái ngón tay cái để chữa cho gì ạ? Chữa cho cái đầu gối, ví dụ tràn dịch khớp gối chẳng hạn. Và khi mình quan sát vào đây mình thấy có hai cái quai hàm của mình đây, giống như hai cái cột sống, thì mình tác động vào đây để chữa cho cột sống. Rồi tiếp theo chúng ta quan sát thấy ở đây, chúng ta thấy rằng sống mũi theo thiết đồng thanh tương đương với sống lưng đều chung từ sống. Mình tác động vào sống mũi này để chữa cho sống lưng và mình nhìn theo hai chiều xuôi ngược. Mình quan sát cái sống mày này, mình thấy cũng là hình dáng giống như cái cột sống của chúng ta, và các cụ người ta cũng gọi là sống mày là sống lưng. Như vậy mình lăn hơ cào gõ vào vùng sống mày này cũng là để chữa cho cột sống. Và nhìn theo cái cách đối xứng xuống dưới thì mình tác động vào cái vùng này, bọng mắt này cũng là chữa cho cột sống. Và mình quan sát vào cái vùng bộ ngực của phụ nữ, mình thấy nó tròn trịa giống như cái đầu, tác động vào ngực này cũng tác động vào đầu. Theo thiết đồng thanh, đầu ti chính là đầu và hai bên chính là cột sống. Vùng mông này tròn trịa cũng giống như cái đầu, mình tác động vào mông cũng có nghĩa là chữa cho đầu. Mình quan sát ở đây mình thấy cái đầu này, đầu ngón chân cái tương đương với cái đầu, tức là giống nhau về thuyết đồng thanh, hình dáng cũng giống nhau, đồng hình. Và cái cạnh sườn của lòng cạnh trong bàn chân này mình tác động vào cũng là chữa cho cột sống. Tiếp theo mình nhìn thấy gót chân cũng hình dáng cũng giống với cái đầu, và cái cạnh ngoài này cũng giống cột sống, mình tác động vào cạnh ngoài của lòng bàn chân để chữa cho cột sống. Và theo thuyết đồng thanh, sống tay, sống chân đều đồng ứng với cả cột sống, mình tác động vào các vị trí này để chữa cho cột sống. Và hình tiếp theo mình thấy rằng mắt, mũi, miệng áp dụng xuống phía này, đầu ti chính là mắt và miệng chính là rốn, tác động vào vùng này để chữa cho các bộ phận trên mặt. Mình quan sát vào đây mình thấy hình dáng của cái tai giống như thận, và mình thấy rằng thận khai khiếu ra tai. Tuy nhiên theo thuyết đồng ứng của diện trần mình thấy hình dáng chúng giống nhau, cho nên mình tác động vào tai, mình hơ vào vùng tai này có tác dụng làm ấm thận, hoặc mình xâm vào tai này có tác dụng là làm tan sỏi thận. Rồi tiếp theo mình quan sát vùng tai bên trái mặt mình hình dáng giống như dạ dày. Như vậy mình hơ vào vùng tai này, mình tác động vùng tai thì có nghĩa là sẽ tác động chữa cho các bệnh của dạ dày. Mình quan sát vào hình này, mình tạo hình bằng bàn tay, bàn chân và cái nếp gấp của kheo chân, mình thấy rằng nó tạo hình giống như bộ phận sinh dục nữ giới. Khi mình lăn hơ cào gõ vào những vùng này thì có ý nghĩa là chữa cho những cái bệnh liên quan đến sinh sản của nữ giới, các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục nữ giới và các bệnh liên quan đến yếu sinh lý hay là lãnh cảm của nữ giới. Tiếp theo mình quan sát ở đây mình thấy hai cái tai tương đương với hai quả thận, và ụ cằm chính là cái bàng quang. Như vậy mình tác động vào tai và cái ụ cằm này để chữa cho thận và bàng quang, ví dụ viêm cầu thận, ví dụ sỏi thận, ví dụ như tiểu nhiều, sỏi bàng quang và viêm đường tiết liệu. Tiếp theo mình quan sát xuống dưới này mình thấy hai cái quả thận tương đương với hai cái dịch hoàn và cái đầu mõm cùng cụt, theo thiết đồng thanh tương đương với cái đầu dương vật và theo thiết đồng hình nữa. Như vậy mình lăn hơ cào gõ vào vùng sau lưng này thì có ý nghĩa là chữa cho các bộ phận của nam giới, các bệnh liên quan bộ phận sinh dục và chữa yếu sinh lý của nam giới, và đồng thời tăng chất lượng tinh trùng, chữa hiếm muộn của nam giới. Mình quan sát vào cái ngón tay duỗi thẳng và các ngón tay gập lại vào như thế này, mình thấy đây tương đương với dương vật để chữa các bệnh liên quan đến dương vật của nam giới, ví dụ yếu sinh lý hoặc là tinh trùng kém. Mình quan sát hai cái cánh mũi này tương đương với hai dịch hoàn, và rãnh nhân trung này tương đương đầu dương vật, tác động vào đây cũng có nghĩa là chữa các bệnh liên quan đến sinh sản của nam giới và chữa yếu sinh lý nam giới. Mình quan sát vào đây mình thấy là cả một cái dương vật của nam giới đại diện cho cả ngoại vi và nội tạng, mình tác động vào đây cũng là chữa cho các cơ quan ngoại vi và nội tạng của nam giới. Tuy nhiên mình còn rất nhiều các hình khác để mà chữa, khi nào bí quá thì lôi cái này ra hơ thôi. Rồi tiếp theo mình thấy cái vùng đầu mũi của nữ giới tương đương với cả là cơ quan sinh sản, đúng không ạ? Buồng trứng, tử cung, cửa tử cung, âm hộ, âm đạo. Mình tác động lăn hơ cào gõ vào đây chữa các bệnh liên quan đến sinh sản, các bệnh liên quan đến bộ phận sinh dục của nữ giới.
Rồi, tiếp theo ở đây mình thấy cũng giống như cơ quan của nam giới, hai quả thận này tương đương với hai buồng trứng ở nữ giới và các bộ phận sinh dục của nữ giới mình tác động ở đây cũng có nghĩa là chữa các bệnh liên quan đến bộ phận sinh sản nữ giới. Như vậy mình vừa giới thiệu với các bạn 68 đồ hình đồng ứng của diện trần. Hy vọng rằng với những hướng dẫn này các bạn sẽ sử dụng bức tranh được một cách hiệu quả nhất, ứng dụng và chữa thành công cho bản thân mình, cho những người xung quanh. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.